Uống nhiều cà phê để có được sự tỉnh táo là lựa chọn của rất nhiều người. Nhưng ít ai biết, tác dụng phụ của cà phê sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó cũng sẽ phát huy tác dụng tốt nếu như chúng ta biết sử dụng đúng cách. Thứ nhất là uống cà phê nguyên chất. Nguyên chất nghĩa là không pha trộn các loại tạp chất hay các phụ phẩm khác. Cà phê rang nguyên chất có thể được tẩm rượu, bơ và được ủ trong môi trường nhiệt độ nhất định để tạo ra phong vị đậm đà riêng biệt. Thường sẽ có vị hơi nhạt và nếu uống không quen thì sẽ thấy không ngon bằng cà phê pha trộn, nhưng sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Thứ hai là không pha thêm đường. Rất ít người có thể uống cà phê mà không cho thêm đường hoặc sữa. Lúc đó cơ thể của bạn sẽ hấp thụ đường nhiều hơn cả caffeine. Thứ ba là xay cà phê nguyên hạt tại nhà. Hạt cà phê sẽ bắt đầu hỏng khi chất bên trong tiếp xúc với oxy và độ ẩm. Trong điều kiện ẩm, chúng dễ dàng bị thủy phân và oxy hóa. Đó là nguyên nhân làm mất mùi thơm và giảm chất lượng cà phê một cách nhanh chóng. Vì thế, tốt nhất là bạn nên uống cà phê ngay khi vừa rang xay. Thứ tư, uống một ly mỗi ngày. Nếu uống nhiều cà phê thì sẽ dễ kèm theo các triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu, mất ngủ. Vì thế, chỉ nên uống 400mg cà phê mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe.